Vâng, xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay em xin lên và giới thiệu cho các bác bộ đôi sản phẩm chiếc gậy đuổi lợn cao cấp đây các bác nhé. Đấy, một chiếc loại phiên bản thường này và một chiếc phiên bản cao cấp có màn hình các bác nhé. Đấy, hai chiếc sản phẩm này thì thiết kế khá là tương đồng nhau. Đấy, giống hệt nhau và sử dụng có kích thước dài ngắn là giống nhau các bác nhé. Bây giờ em sẽ nêu điểm khác biệt giữa hai dòng sản phẩm này. Điều khác biệt đầu tiên các bác có thể thấy đó chính là chiếc màu đỏ sẽ có màn hình nâng cấp các bác nhé. Đây này, màn hình này, hiển thị pin này, xem dung lượng còn bao nhiêu để các bác biết để sạc, tránh hao kiệt pin, ảnh hưởng đến tuổi thọ của mạch pin và cái sản phẩm này các bác nhé. Còn chiếc màu xanh sẽ là không có. Đấy, chiếc màu xanh phiên bản thường. Đấy. Và chiếc màu đỏ nó sẽ được nâng cấp lên phụ kiện, đó là có sạc ô tô và mạch của nó có thể sạc được trên ô tô các bác nhé. Thì các bác có thể cân nhắc hai chiếc sản phẩm này, chênh giá tiền cũng không là nhiều trong ấy, thì các bác có thể cân nhắc nhé. Chi tiết các bác liên hệ em theo số hotline, em sẽ giới thiệu chi tiết các bác nhé. Đấy, đây là bộ sản phẩm, hộp sản phẩm của chiếc gậy màu xanh này, đóng gói rất là đẹp các bác nhé. Và đây là hộp của màu đỏ. Hàng thì bên em rất là nhiều mẫu. Đấy, bác nào có nhu cầu theo mẫu nào thì cứ liên hệ em sẽ gửi chi tiết Zalo cho các bác nhé. Rất là nhiều mẫu cho các bác tham khảo. Đây là củ sạc các bác nhé. Đấy, củ sạc này, củ sạc điện này. Đấy. Thì sản phẩm theo thiết kế thì sẽ mỗi con sản phẩm thì sẽ có một nút nguồn các bác nhé. Đây, nguồn này, tắt này, bật này. Đấy. Bên cạnh sẽ có một lỗ sạc. Đấy, chấu sạc các bác nhé, chấu sạc. Cũng có do nút cao su chống nước nhé. Đấy. Và công tắc nguồn, công tắc sử dụng đấy. Thì chúng ta bấm để chúng ta sử dụng nhé. Toàn bộ thiết kế thì sẽ bằng nhựa ABS rất là chắc chắn. Đấy. Chống va đập. Đây, hai phiên bản, một phiên bản thường và một phiên bản có màn hình. Thì về dòng điện hai con này thì dòng màu đỏ, con màu đỏ dòng điện sẽ khỏe hơn một chút các bác nhé. Đấy, bởi vì nó phiên bản nâng cấp mà, em sẽ sử dụng ngay cho các bác thấy này. Sẽ sử dụng chiếc màu đỏ nhé. Tất cả các bác đều phải bật công tắc nguồn lên nhé. Đây, các bác có thể thấy ngay. Điện con màu đỏ thì đúng là phiên bản nâng cấp có khác. Được chăm chút hơn từ thiết kế cho tới chất lượng mạch. Rất là tốt. Vậy thì bác nào có nhu cầu thì cứ lên theo số hotline nhé. Đầy đủ các cái lựa chọn cho các bác. Đấy. Từ ngắn này, dài này. Bác nào mà đuổi ở dưới xe hoặc là dưới sàn cân thì các bác sử dụng loại ngắn đi nhá, để cho nó gọn. Còn các bác nào mà đuổi sang xe với nhau, lên xe tầng 2 chẳng hạn, đấy, hoặc lên cầu cân cực kỳ cao thì các bác phải sử dụng những cái loại dài như này, hoặc các bác nào đuổi bò nữa nhá, sử dụng dài như này.